Vâng, chào mọi người. Bây giờ Thiện sẽ cùng cùng giặt cỡ bên chùa Giặc Cứu để đi vào đi qua đám nha mọi người. Đây là cùng giặt ở chùa Giặc Cứu nha mọi người. Đi bây giờ đã thay đồ xong rồi. Bây giờ sẽ đi cùng anh em qua tới đám của người ta. Đám của người ta ở bên Thanh Xuyên. Hay phạm vi cũng rất là ngắn và cũng hơi bị xa à, nhưng mà anh em sẽ tranh thủ đi qua tới đó. Dây giam này bự quá, dây giam này bự con quá nè mọi người. Ăn gì dây giam, ăn gì? Ăn cá mà. Ê, vui, vui không? Nắng vui, nắng vui, nắng vui, vui luôn. Cái đào chưa? Đừng, đừng có kêu mưa nghe, mưa là khỏi nhảy luôn á. Không chứ không tới đâu. Thằng kia địch. Vâng, các bạn là sau lưng Thiện là cùm giặt ở chùa Trà Cú nha mọi người. Bây giờ sẽ đi qua bên đám người ta. Phía sau đó là chùa Trà Cú nha mọi người. Đây là sa ba ở cùm giặt chùa Trà Cú nha mọi người. Hay là khỉ với mọi người, hai năm anh. Anh em lại bộ qua nha mọi người. Nắng này thì hơi hết chút mọi người. Nhưng mà đừng có mưa nha. Mưa là khỏi hết luôn á. Còn khoảng 500m. 500m nữa sẽ tới đám người ta nha mọi người. Ai ơi ai gì chút nữa tới nha mọi người. Vâng các bạn, còn đây là các nè rìa là chuẩn bị ở đám, chuẩn bị qua tới đám nha mọi người. Hello thầy. Hello. Chàng idol. Mình chỉ review sơ thôi nha mọi người. Ở đây đang trang điểm. Khoảng 100m nữa tới đám người ta nha mọi người. Idol không nha mấy bạn ơi.
vui lắm luôn. Nắng vui. Nhiên ở chỗ tháp á. À, nó. Rồi vui. Vâng, bây giờ gần tới đám rồi mọi người. Bây giờ người ta đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Chờ các này với các phòng giặt tới như này nó sẽ đi nha mọi người. Thời gian đi sẽ dao động từ 12:45 tới 1:00 nha mọi người. Rồi, chúc mọi người sức khỏe nha mọi người. Đăng ký like share mạnh tay giới thiệu mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ Thiện đang có mặt tại đám người ta nha mọi người. Bây giờ người ta đang chuẩn bị tiến hành đi nha mọi người. Đám này từ Băng Lai cũng như là Thanh Xuyên đi hướng ra huyện đội của chú Cú và đi vào ngõ ngã ba của chùa chú Cú nha mọi người. Bây giờ đoàn người ta chuẩn bị đi cùng dẫn đi ra trước nha mọi người. Hai người ta bây giờ chuẩn bị đi ra trước. Mọi người theo dõi Thiện nha mọi người. Cảm ơn mọi người.